Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bài 5 phút nhanh của đã nè. Để cho anh em đi chơi. Giới thiệu với anh em quay 110 bài 54 touring để đi chơi đi phượt nha. Con này em làm là full máy luôn. Máy 54 nổ em đâu không? Quá sướng nha. Đó, quá đã. Em sẽ liệt cái đồ để cho anh em tham khảo bài 54 luôn. Này, đây. Đó. Quá ok ha. Rồi, em chẻ máy nè, đi dên lớn bước rồi nha. Đó, thay lóc bên phải bước rồi ha. Về phần nồi lưỡi con nồi Thái thay chuông nè, bố ba càng nè, cặp nhôm nồi nè. Bốn bố ba giác uống sau nồi đi full Thái. Đó. À, lồng đây là lồng 54 cháy nén đầu cao lên nén touring nè, chảo 54 em dùng sắp lớn. Em dùng xin cam để Thái đi cam cò full Thái nha. Đó. À, về phần bình xăng này đi bình đích cài nha. Bô là mở cổ móc thoáng theo bài ha. Đó, quá sướng luôn. Máy nổ êm đâu ha. Dích nhẹ vào cái ga để cho anh em tham khảo máy luôn. Máy làm bao lực dưới đây là có nha. Quá đã ha. Đó. 54 touring êm mạnh bền cho anh em đi chơi đi tour phường nha. Anh em muốn làm 54 touring thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên 54 touring dòng quay Thái 110 nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bài 54 touring nha. Bên để cho anh em đi chơi đi tour phượt nha. Con này em làm là full máy 54 ha. Đó, đi dên lớn dên dinh nha. Đó, quá đã ha. Full 54. Êm mạnh bền nhẹ nhàng lướt gió, quay 110 nha. Đó, bô bốc lên bài ha. Quá lực ha. Đó, kéo nhẹ lên lên em liền ha, không chờ đợi nha. Anh em muốn làm 54 touring thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em mày chuyên 54 touring cho dòng quay 110 nha. Bốc nhẹ xe bô bốc kéo lên liền nha. Touring dòng quay 110 ha. Đi full có nồi nồi Thái luôn, rất bắt nha. Bắt bền ha, êm nhẹ nha. Lồng em lấy cháy nén đầu cao nha. Đó, nén touring cho anh em. Đó. Em làm để cho anh em cảm nhận bài 54 luôn. Đó, bao lực ha. Kéo là giọt cho anh em liền, không chờ đợi nha. Đó. Anh em muốn làm nồi làm máy làm 54 thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm nồi làm máy dòng quay 110 nha. Rồi, cảm ơn anh trai quay 110 rất nhiều.